Tối ngày 9 tháng 9 tại Nhà văn hóa xã Kiên Bái, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Kiên Bái tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chi bộ Lê Hồng Phong, tiền thân của Đảng bộ xã Kiên Bái ngày nay 18 tháng 9 năm 1948, 18 tháng 9 năm 2023. Dự cổ vũ động viên hội thi có đồng chí Dương Thị Thập, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, lãnh đạo Hội nông dân huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể xã Kiên Bái. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Đào Trọng Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Kiên Bái nhấn mạnh, hội thi văn nghệ được tổ chức khẳng định phong trào văn hóa văn nghệ của xã Kiên Bái hiện nay đã và đang được quan tâm, đầu tư phát triển sâu rộng, tạo sự lan tỏa tích cực, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, hội thi nhằm khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ trong quần chúng nhân dân, qua đó tuyên truyền giáo dục cho đảng viên và nhân dân xã về truyền thống cách mạng hào hùng, về vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tạo sự phấn khởi đồng thuận trong xã hội, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025. Trước khi vào hội thi, các đồng chí lãnh đạo huyện và xã đã tặng hoa chúc mừng các đội tham gia hội thi. Tham gia hội thi văn nghệ xã Kiên Bái có 13 tiết mục đến từ các chi bộ các thôn và các chi bộ trường học, trạm y tế trên địa bàn xã. 13 tiết mục đồng 13 sắc thái với các tiết mục hát, múa, phụ họa. Các tiết mục tham gia có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam và tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ. Có những tiết mục hào hùng, sôi nổi, có những tiết mục trầm lắng, trữ tình, có tiết mục vui tươi, rộn rã. Các tiết mục được dàn dựng công phu cùng với những động tác múa uyển chuyển đẹp mắt trong trang phục rực rỡ màu sắc và tiếng hát mộc mạc sâu lắng của các thí sinh đã mang đến cho hội thi một chương trình văn nghệ đặc sắc, độc đáo, thu hút đông đảo cán bộ nhân dân đến xem và cổ vũ cho hội thi. Hội thi văn nghệ xã Kiên Bái năm 2023 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi, mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc thăng hoa. Hội thi văn nghệ lần này thực sự là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, gần gũi với hơi thở của cuộc sống. Bởi những tiết mục được biểu diễn xuất phát từ tình yêu nghệ thuật, yêu văn hóa, văn nghệ của những diễn viên không chuyên, diễn viên quần chúng. Thông qua hội thi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp cán bộ nhân dân xã Kiên Bái, hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chi bộ Lê Hồng Phong, tiền thân của Đảng bộ xã Kiên Bái ngày nay 18 tháng 9 năm 1948, 18 tháng 9 năm 2023 và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên Quật Khởi 25 tháng 10 năm 1948, 25 tháng 10 năm 2023. Hội thi cũng là dịp để cho các tập thể cá nhân yêu thích ca hát có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời phát hiện các nhân tố mới có tài năng về văn hóa, văn nghệ và nghệ thuật của địa phương. Thông qua hội thi, nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hội thi văn nghệ xã Kiên Bái đã khép lại và thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao 7 giải ba, 3 giải nhì, 2 giải nhất và 1 giải xuất sắc cho tiết mục múa hát phụ họa của trường tiểu học Kiên Bái với liên khúc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam.